trong này, tất cả những chuyện gì gặp gỡ trong đời sống này, từ cảm ơn từ chuyện vui cho đến chuyện buồn. Ngày xưa khi mình chưa biết đạo á, thì mình thấy rằng người tốt á, dễ thương hơn người xấu, người có từ tâm á, dễ thương hơn người nóng nảy, người hào sảng rộng rãi thì dễ thương hơn cái người bón rít bụng xỉn. Trời mát á, thì nó dễ chịu hơn trời nóng. Cảnh đẹp á, thì nó hay hơn là cái chỗ không có cảnh đẹp. Đó là người chưa có tu thì là như vậy. Nhưng mà trong cái nhìn rốt ráo của một hành giả tứ niệm xứ nói riêng, và trong cái nhận thức của một người Phật tử có học đạo nói chung, thì tôi nói lại, đặc biệt là nói với hành giả tứ niệm xứ, thì dầu đó là cái cảnh tốt hay là cảnh xấu, người tốt hay người xấu, trời nóng hay trời lạnh, cảm giác dễ chịu hay khó chịu, tâm trạng thiện hay bất thiện, tất cả đều là cơ hội để chúng ta tưới tẩm nuôi lớn thiện pháp của mình. Em biết nghe kịp không? Ngày xưa mình chưa biết đạo mình có mất việc, bữa nay nóng quá, bây giờ tôi hành thiền tôi bị đau chân quá, trước đây tôi ngồi 3 tiếng, bây giờ tôi ngồi có 2 tiếng, bây giờ tôi ngồi có 1 tiếng thôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là cách nhìn của người sơ cơ. Người biết đạo lâu ngày rồi, đặc biệt là giảng thiền xứ, thì tất cả những gì mà ta thấy trong đời sống này nó đều có một giá trị giống hệt nhau. Chỗ này tôi quý, tôi nói rất là chậm nha, rất là chậm. Tất cả những gì ta thấy trong đời sống này, trong cái nhãn quan, trong cái nhận thức của một hành giả tứ niệm xứ nó giống hệt nhau. Cũng có người đó lúc chúng ta ghét, lúc chúng ta thương. Cũng có người đó lúc họ ghét chúng ta, lúc họ thương chúng ta. Cũng phong cảnh đó, cũng món ăn đó, thì tất cả những cái đó trong cái nhìn của hành giả tứ niệm xứ phải được xem là giống nhau. Giống nhau ở chỗ nào? Tất cả đều là cảnh để mình quan sát. Trong cái nhận thức của hành giả tứ niệm xứ không hề có một sự khác biệt giữa hai cái khoảnh khắc chánh niệm. Tôi nói lại, không hề có khác biệt giữa hai khoảnh khắc chánh niệm. Lúc thì tôi biết tôi đang khó chịu, lúc thì tôi biết tôi đang dễ chịu, thì cái khó chịu và dễ chịu đó đúng là nó không giống nhau, nhưng mà cái giá trị của chánh niệm nhận thức thì luôn luôn giống nhau. Có nghe kịp không? Cảnh thì có vậy có khác, nhưng mà cái giá trị của nhận thức thì luôn luôn giống nhau, bởi vì cái đó cũng là chánh niệm hết. Rồi gọi theo A Di Đà, thì bất cứ phút giây nào chúng ta sống bằng trí tuệ và chánh niệm thì giây phút chúng ta đang sống bằng thiện pháp, và đã là thiện pháp thì giống nhau nha. Cũng giống như chúng ta phải là tâm sân bực bội đối với một cái hoa héo hay là đối với một cái mùi rác rưởi, thì cái khó chịu nào cũng là tâm sân hết, chứ không có sự khác biệt giữa cái tâm sân mà khi nhìn cái hoa héo hay là cái khó chịu khi nhìn trong đạn, vì cái nào cũng là tâm sân hết nha. Cho nên tôi nhắc lại, một trận mưa đổ xuống mặt đất không hề phân biệt nơi chỗ. Có một điều là cái sự đón nhận cái trận mưa đó ở mỗi nơi nó khác nhau. Ví dụ trên cái nền xi măng, trên cái tấm ni lông, trên cái mái tôn, thì cái trận mưa đó nó xuống rồi nó đi chỗ khác mất tiêu. Nhưng mà riêng trên mặt đất thì chỗ đất nào mà có cỏ nó đón nhận cái trận mưa đó khác với cái chỗ đất không có cỏ. Chỗ nào có trồng hoa thì nó đón nhận cái trận mưa đó khác với chỗ không có trồng hoa. Các bạn nghe kịp không? Nếu mà đó là cái luống hoa thì mưa xuống nó sẽ làm cho hoa nó tốt. Còn nếu mà chỗ đó không có hoa mà toàn là cỏ dại không, thì cái trận mưa nó xuống nó sẽ làm cho cái cỏ đó nó tốt. Các bạn nghe kịp không? Ở đây cũng vậy. Một người có hàm dưỡng, một người có tu học, hoàn cảnh nào trong đời sống cũng là cơ hội để họ tu tập. Lúc thì cái đối tượng đó làm cho họ có cơ hội để họ tu tập tâm từ, tâm bi. Lúc thì cái đối tượng đó trở nên dễ ghét hơn, thì tối thiểu đối tượng đó cũng là cái cảnh để cho hành giả tu tập chánh niệm. Anh kịp không? Hôm qua cô chửi tôi rất là nặng, tôi cũng ghi nhận rất là chửi. Hôm nay cô khen tôi rất là nhiều, thì tôi cũng chỉ ghi nhận nó là nghe thôi. Vì vậy thì tiếng chửi hay là tiếng khen đó của một hành giả tứ niệm xứ chỉ là cơ hội để người ta tu tập chánh niệm. Còn mình không có tu tập thì sao? Chửi khác, khen khác, thơm khác, không thơm khác. Tôi nhắc lại, cái thời Đức Phật có một vị A La Hán trước khi mà thành đạo đó, ở
trong cái hang động trong núi, và một cái buổi chiều mưa rừng ở trong hang, khi mà mưa tạnh rồi thì bước ra này nhìn thấy cái rừng núi mà nó được rửa sạch bụi bặm rồi mát mẻ. Ngày đứng này nó suy nghĩ thế này: tâm ta như khu rừng này, trong đó có cái xài được và có cái không xài được, nghe hiểu không? Trong khu rừng thì cũng có cái xài được và có cái không xài được. Trong rừng có những thứ nước hoa cỏ cây trái bỏ vô miệng được, đem về trồng được, nhưng có những thứ ăn không được mà đem về trồng cũng không nên nha. Cho nên nhà mới suy nghĩ: tâm ta y hình như khu rừng này mà có cái xài được và có cái không xài được, nhưng sau trận mưa đổ xuống thì những cái xài được nó phát triển theo cái hướng của nó, mà những thứ không xài được nó cũng phát triển theo hướng của nó. Tại sao bây giờ với cái điều kiện tu tập tốt như ta bây giờ mà ta không để những cái thứ mà nó đàng hoàng nó phát triển, nghe kịp không? Có người không có tu tập, họ đứng trước cái hoàn cảnh này sẽ có tham dục, sẽ có sân hận, sẽ có sợ hãi, sẽ có ái mạn nghi kiến. Nhưng mà riêng ta thì khác, ta có pháp của bậc đầu sư mà, thì tại sao với cái điều kiện hiện tại này ta không phát triển những cái thiện pháp? Có người biết cách giải thoát, giống như khu rừng mưa xuống thì cả cái rừng đều có nước hết, nhưng mà có chỗ mà hoa độc trái độc thì nó cũng phát triển, mà hoa lập trái ngon thì nó cũng phát triển. Thì như vậy thì trong khu rừng này nó phát triển không có chọn lựa, nhưng riêng ta với điều kiện hiện tại ta sẽ phát triển có chọn lựa, nghe chưa? Phát triển có chọn lựa là sao? Phát triển có chọn lựa là trong bất cứ một cái đối tượng nào, vị đó cũng chỉ nhìn nghe ngửi nếm đụng suy tư bằng thiện pháp mà thôi. Chọn lựa đấy nghĩa là vậy, tôi nói là lần nữa, chọn lựa thái độ chứ không phải chọn lựa cảnh để biết, nó có biệt được cái đó không? Cuộc đời này trước sau nó vẫn là vậy thôi, ta không thể sửa đổi được cuộc đời. Cái quan trọng là ta thay đổi cái nhìn của mình về cuộc đời. Tôi nhớ tôi có nói mà con nghe cái câu này: đi du lịch không chỉ đơn giản là tìm đến một chỗ mới. Tôi kỳ xíu, nó quấn. Đi du lịch không chỉ đơn giản là tìm đến một cái chỗ mới, mà ta phải đến cái chỗ mới bằng một cái con mắt mới, bằng một cái nhìn mới thì mới gọi là đi du lịch. Các vị nghe kịp không? Các vị nghĩ sao nếu mà các vị bỏ ra mấy ngàn đô la các vị đi về châu Âu, tưởng sao đứng ngay ở Paris mà các vị cứ nghĩ bao nhiêu chuyện buồn ở Sapa, thì cái chuyến đi nó có vui không, có đáng không? Tôi nghĩ là không, không vui và không đáng tiếng nào hết. Là vì sao? Là vì đứng tại tháp Eiffel của Pháp mà trong khi đó lòng mình nó còn ở lại ở Sapa này, thì tôi bảo đảm rằng cái chuyến đi du lịch đó là chuyến đi thất bại. Chính thức bạn đã đi du lịch thì tất cả những gì thuộc về Sapa mà không làm cho mình vui thì hãy để lại ở phi trường Sapa. Chúng ta không thể thay đổi được đời sống, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cách nhìn của mình về đời sống. Mới chiều qua thôi, có một người quen có việc ngoài biển mà cho chúng tôi quá gian một đoạn, và chúng tôi nhìn một biển buổi chiều, chúng tôi nhớ đến bài học mà chúng tôi đang nói ở đây, đó là biển muôn đời là biển thôi, cát trắng và sóng biển muôn thuở không có khác, cũng vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là ai là người đang ngồi nhìn biển, và họ nhìn bằng tâm trạng nào. Mỗi người tự có trong mình một cái nền tảng văn hóa, một cái cảm thức, một cái khả năng giám thức, một cái khả năng thưởng thức, một cái khả năng đánh giá nhận xét về biển cũng giống nhau. Chúng ta mang lấy cái hành trang đó mà ra ngồi trước biển, thì cái biển của thằng tèo không hề giống biển thằng tí của nước biển không. Mặc dù quay phim chụp hình đúng biển giống nhau, nhưng mà trong cái đầu của thằng tèo không thể nào giống cái biển của ở trong đầu thằng tí. Là vì sao? Vì thằng tèo chiều nay nó ra biển uống rượu, trong cái đầu một thằng say thì biển không còn là biển nữa, sóng không còn là sóng và cát không tiếp tục là cát như mỗi khi nữa. Còn thằng tí thì sao? Chiều nay thằng tí nó thất tình, cái biển trong mắt của người thất tình nó không giống như cái biển của người mới vừa có một cuộc tình. Vì cái đồng ý lắm không? Điều đó có nghĩa rằng thì là thế giới này trước sau vẫn vậy thôi, nhưng mà cái điều cốt lõi ở đây đó chính là cái cảm nhận, cái nhận thức của người mà đối diện
ra đời hay không ra đời thì thế gian này vẫn là sanh lão bệnh tử, vẫn là hiện hữu trong quy luật vạn pháp do duyên mà có rồi phải mất. Chuyện này muôn thuở là vậy, thế giới này, trái đất này muôn thuở là xuân hạ thu đông, là những lần nước lớn nước rồng, là những mùa mưa nắng, là những lần nóng và lạnh, muôn thuở là vậy. Thế Tôn ra đời, chư Phật ra đời, thế giới vẫn vậy thôi. Nhưng mà có một điều, trong cái vẫn như vậy thôi đó, có người trở thành chánh đẳng giác, có người trở thành Đề Bà Đạt Đa, và có người trở thành chúng ta. Các vị nghe kịp không? Cái chuyện mà trái táo nó rớt xuống đó, nó giống như trái xoài đó, nó giống như trái sầu riêng đó, nó giống như cái trái dừa rụng thôi. Mua ở có ai mà không thấy trái rụng bao giờ? Nhưng mà chỉ có ông nếu tin, ông nhìn cái trái táo rơi, mà ông nghĩ ra thì cái định luật hấp dẫn của trái đất, điều đó có nghĩa rằng là tùy với cảm thức của chúng ta, những gì mà chúng ta nhìn thấy trong đời sống, những gì mà chúng ta nghe được trong đời sống, những gì mà chúng ta suy nghĩ trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, chính những cái đó nó tiếp tục nó nuôi dưỡng cái mà những hạt giống đang có trong lòng mình. Có nghe kịp không? Mỗi ngày vậy, tự hãy hỏi lòng mình đi, hãy tự hỏi lòng mình. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu một ngày mới bằng cách tưới tẩm những hạt giống nào? Buổi sáng thức dậy có chịu không? Không có lý do gì hết, tự nhiên chúng ta bực mình, có cái chuyện đó không? Tự nhiên nó bực mình. Và cái buổi sáng thức dậy không có chuyện gì hay ho hết, và tự nhiên nó vui lăng nó tạo lại. Nếu một người là hành giả, hãy tự nhủ với lòng mình, hôm nay tôi sẽ bắt đầu một ngày mới bằng cách chăm sóc những hạt giống đẹp nhất trong ngày. Mỗi ngày tôi tự mình, trước khi đi làm vào trong cái bát rừng, nhìn vào gương tự nhủ mình như vậy. Hôm nay này, tôi sẽ bắt đầu một ngày mới của một người làm vườn thông minh, là tôi sẽ chăm sóc đặc biệt những hạt giống lành. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy bắt đầu một ngày mới, mà nghe trong lòng bực bội thì tự nhủ lòng mình, đây là những cái bụi cỏ dại mà không thể nhổ cho sạch để bắt đầu một ngày mới. Dù cái ngày đó là cái ngày đi làm hay là ngày ở nhà, ngày đầu tuần, giữa tuần hay là cuối tuần không cần biết, chỉ biết rằng mỗi ngày tôi phải an lạc với những hạt giống lành, những cái chủ tự thiện pháp trong lòng của tôi, và mỗi ngày phải dùng cái tâm niệm tự nghiệm thiện, cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mỗi ngày phải nhớ, mỗi ngày phải dùng cái tâm niệm thiện. Hôm nay tôi sẽ sống với những hạt giống lành, tất cả những cái gì tôi thấy tôi nghe hôm nay nó đều có cái giá trị là nuôi dưỡng những hạt giống lành đó. Các vị nghe kịp không? Ngài Rambulan là con trai của Ngài Rambulan không phải là con trai của Phật mà là con của Thái Tử Thích Đạt nha. Thái Tử Thích Đạt chứ nó con của Phật cũng hơi kỳ. Tôi uống cái nước này này, nhìn quý vị mệt quá. Trong kinh nói Ngài Rambulan thì xuất gia năm 7 tuổi, 7 tuổi thì xuất gia rồi đó. Ngài được Đức Phật xác nhận tỳ kheo ni nè, tỳ kheo Rambulan ni nè là đệ nhất hiếu học. Người ta là đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất lâm 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 lâm, nhưng mà riêng Ngài Rambulan được Đức Phật xác nhận là đệ nhất hiếu học. Tại sao vậy? Là vì mỗi buổi sáng Ngài hót nắm cát, Ngài hót nắm cát, Ngài tung lên thế này. Ngài nói bữa nay mình sẽ học được một nắm thế này, một nắm giáo lý. Mình học bằng cách nào? Phật nói gì Ngài cũng lắng tay Ngài nghe. Ngài tức là Phật nói gì thì Ngài cũng lắng tay Ngài nghe. Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diên Viên, Ngài Bạc Tu La, Bạc Ni La, ai nói cái gì Ngài cũng lắng tay Ngài nghe. Để gì để bỏ tu chưa hết. Tất cả những gì Ngài thấy trên đường để thức thực, tất cả những gì Ngài nghe được thì Ngài đều biến nó thành những bài học giống như hết. Nhìn một cái lá rụng, nghe cái tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tất cả đều là những cơ hội để Ngài ôn tập lại những vấn đề giáo lý. Cho nên Ngài được Phật tán thán là đệ nhất hiếu học. Của mình thì sao?
mình nói tùm lum hết, nhưng mà phải nói trong một ngày như vậy, kể cả cái chuyện mà mình nhìn bức tượng Phật chưa chắc đó là cái cơ hội để mình sống thiện. Nghe tôi nói kịp không? Kịp. Tôi nói tiếng Nhật nghe. Có nghĩa là một người không có tu học thì dầu cho họ có nhìn cái bức tượng Phật chưa chắc cái hình ảnh đó là cơ hội để họ tu học. Trong khi đó, một người hành giả có thiện xứ, một người có giáo lý, một người có hạnh dưỡng thì cơ hội nào trong đời sống này cũng là cái gì tốt để mà họ trao dồi cái thiện pháp hết. Nhớ cái đó là quan trọng. Và hôm nay trước mặt tôi, người đã cầu chuyện đấy 90% là những người không có ưa tôi. Tôi biết chứ. Và chính vì vậy tôi nhắc lại câu nói mà tôi đã nói ở bên Houston. Tôi giảng 2 tuần lễ liên tục như vậy mà tôi nhìn toàn ra cái mặt mà nhìn là tôi thấy không ưa rồi. Nhưng mà tôi vẫn đại từ đại bi. Thề với lòng không biết bát nhã thành bát nháo, không biết đại bi thành đại bác. Tôi vẫn nhỏ nhẹ và từ tốn tôi nói thế này: bà con nghĩ về tôi ra sao cũng được, nhưng hãy sống bằng tâm trạng của người cầu học của ngài ra hướng lại. Tất cả những gì quý vị nghe từ tôi hay nghe từ vị khác, tất cả những gì quý vị thấy ở tôi, nghe về tôi đều là cơ hội để quý vị tu học hết. Các vị nghe kịp không? Và tôi có nói thế này: đừng gọi tôi là giảng sư, đừng gọi tôi là pháp sư, mà hãy gọi tôi là thằng bán vé số. Là vì sao? Là vì không có ai đi mua vé số mà buộc thằng bán vé số nó phải chậm hơn mình. Có không ta? Có chuyện đó không? Tôi chưa hề nói năm nay tôi đã 50 tuổi đời là cuộc đời giống điện này. Tôi chưa hề nghe ai đó nói rằng tôi chỉ mua vé số ở cái người nào giàu hơn tôi thôi. Tôi chưa từng mua vé số. Có mấy lần đi đổ xăng mà đi với Phật tử thì Phật tử họ có hỏi tôi cái này, tôi có lấy 2 tờ không? Tôi nói ok lấy đi. Miệng nấu thì tôi chưa hề trụng tới cái tờ nhập sổ. Tôi nói hỏi lấy tôi thì bữa nay trên dọc ra nó đổ tới 260 triệu. Tôi nghe tôi cũng ham, tôi nói thôi lấy đi, có gì cho con có chục. Vậy đó thì khó nói. Vậy thôi chứ biết là có rồi thì nhớ gửi chuột pháp 550, còn dư lại cho tôi. Tôi có chùa, chùa Cát Xong, chùa Cát Xong không có cúng nữa. Có lúc cần nghĩ cho cái lá tùy nó lên tới gần nửa tỷ, tôi biết cái gì đó. Phải mua một chùa Phật tử Phật Pháp là cúng dường gì mà cái điện phước nó trộn nha. Thì tôi nhắc lại, tôi biết là tôi nói thế này: không ai dạy dột gì đi mua vé số mà lại đặt vấn đề là người bán vé số phải giàu hơn người mua. Sai, sai bé. Cũng vậy, đừng có hy vọng rằng tôi chỉ nghe pháp với cái ông nào tu giỏi hơn tôi. Sai, ông chỉ là người bán vé số thôi. Đừng hy vọng tôi tu cao hơn chị nhé. Đừng hy vọng như vậy, nhớ các bạn nhé. Và theo trong kinh ghi rất là rõ, trong kinh ghi rất là rõ, dòng sanh tử luân hồi dài thăm thẳm, con chó trước mặt mình chưa chắc là cái câu đức của nó kém mặt mình. Cái này có mà trong kinh ghi cái này không? Nhé, Bồ Tát nhiều biết là con chó, con heo cái gì đó bình thường. Cho nên theo cái tinh thần kinh điển thì không có ai có thể nói rằng tôi ngồi ở đây mà trí tuệ và công đức tu hành nhiều hơn người ngồi ở dưới hết chuyện đó. Trời biết nha. Cho nên hoàn cảnh thì quý vị ngồi ở dưới, tôi ngồi ở đây, tôi là cái chùa bị là ở ngoài chùa bị ngồi ở dưới, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng ở đây có sự hơn kém nào đây hết. Cái quan trọng nhất là ở ngay thời điểm này tôi có cái để quý vị nghe, và nếu quý vị muốn nghe thì hãy lắng nghe thành tâm trạng của người đi bán vé số, của người đi mua vé số. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở cái người bán vé số, họ là ai không quan trọng. Cái quan trọng là mình mua tờ vé số đó mình dò có trúng hay không. Tôi nhớ Việt Nam hiện giờ có một câu nói thế này: trước 4 giờ chiều chưa biết thằng nào hơn thằng nào. Có hiểu không? Nó không, ở Việt Nam giờ mới có 4 giờ chiều nhé. Chưa vô quan tài chưa biết ai tu học giỏi hơn ai. Cách đây mới mấy hôm thôi, tôi có nghe kể trên nhóm Thanh Tiêu một cái cậu thanh niên 27 tuổi, buổi chiều đi ăn seafood, ăn cái con mà bò sơn sống, chỉ ăn lúc 45 phút sau thì có dấu hiệu tím tái và co giật,
bệnh thì bạn bè gia đình nó chở đi bệnh viện, trong vòng có 2 giờ đồng hồ bác sĩ báo một tin. Cái thận của anh này hoàn toàn không còn khả năng hoạt động được nữa. Thì tại sao tôi đem cái chuyện ra đây tôi nói tôi hù cho các vị nghe đấy, các vị đúng. Khả năng mà chúng ta bị anh chàng nó, khả năng nó rất lớn. Chỉ ăn cái mấy con thôi, cái bữa nó làm cái cơ thể hấp xưa nay ăn khá rất là thường. Nhưng chiều nay cứ ăn nhầm cái con chắc bên phòng hôn xa nó trôi qua nhầm mình không biết. Nhưng mà hồi như thế là trong vòng 45 phút tiến tái và co giật, sủi bọt và trở bệnh viện và chỉ phát rằng thận và không còn khả năng hoạt động nữa. Đấy. Vì sao vậy? Là bởi vì cũng có sơ đó nhưng cơ thể của mình có vấn đề. Thì mình ăn vào mình sẽ nảy sinh vấn đề. Cũng ngày hôm đó trong nhà hàng đó có biết bao nhiêu người ăn hôm đó tại sao không bị, mà tại sao mình bị? Maybe bản thân cái món, cái đĩa mình ăn là đồ độc có, nhưng mà cũng có khả năng 50% cơ thể có vấn đề. Tôi đem chuyện ra đây nói cái ý gì? Tôi muốn nói rằng thế giới này trước sau nó là một cái nhà hàng thôi, nhưng mà cái cơ thể của anh đó, cái khả năng mà hấp thụ của anh nó như thế nào? Có người đi vô chùa nghe pháp càng nghe sân si càng nhiều. Cách đây có mấy hôm tôi biết một cô Phật tử cũng thương tôi vô muốn gì cũng được, còn nói sư về nhà con cho lên nóc ngủ không cần cũng còn thương như vậy đó, mà không biết cũng nghe như thế nào đó. Mà bây giờ cổ nói rằng cổ nhìn đống rác chứ không nhìn gì anh quên nữa. Tiếp nguyên cái máy đó cũng chụp toàn là hình mấy đống rác không, xóa nó hình luôn. Ông chồng hỏi vì sao đó, em chụp rác không chụp mà hình động được. Tiếp cũng là tôi đó thôi, cũng là tôi đó thôi, nhưng mà tùy lúc mà người ta cảm nhận tôi bằng cái tâm tình nào, bằng cái nhận thức nào. Đừng cứ nghĩ đi vô chùa là chỗ tu hành chưa chắc. Vì cái não trạng của mình, tâm trạng của mình, cảm xúc, tâm tư, tình cảm của mình, khả năng nhận thức của mình, tất cả những cái đó nó mới dẫn đến cái chuyện ta được gì và mất gì khi ta đi vô chùa. Mà bằng cái đó, tất cả những cái hành trang cố gắng trong đầu của quý vị đó, nó khiến cho cái chuyện quý vị đi chùa được lợi lạc hay là không được gì hết, mà nhiều khi còn kết quả nó là khác. Cách đây mới mấy hôm thôi, chắc cũng có tháng rồi, tình cờ thầy tìm cho tôi coi một cái clip 10 người Mỹ sau khi trúng lottery đó đã bán gia bại sản và cuối cùng chết sạch, nhậu nhẹt say sưa chết do tai nạn, bị sốc ma túy, bị thù bán giang hồ kiếm xin bí quyết bla 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 bla, lúc 10 người đúng vé đúng số đều chết thảm hết. Mà trong khi đó đồng tiền nó đâu có tội gì đâu, cái vấn đề là sau khi mà tiền nó hết vô túi anh, nó đã thay đổi cái con người của anh, và anh đã cảm nhận, anh đã đón nhận mấy cái đồng tiền đó bằng cái tâm trạng gì, bằng cái hành trang, bằng cái tư lương, bằng cái vốn liếng gì. Hiện giờ hôm nay đã viên có mặt chuyện trong tay rồi, đổ vốn hương tha thủy lạc mẹ lạc thư hè, là tại sao? Vì cái não trạng của anh vốn dĩ không thích hợp với cái đời sống giàu sang. Có những người kỳ lắm quý vị, ở gần họ lúc nghèo khó túng tối ok sung sướng rồi, ở gần nhau không được biết cái chuyện đó không. Có người lúc sung sướng ở gần họ được, nhưng mà lúc cơ cực tối kém thì họ trở mặt, họ cũng thấy là không được. Là vì sao? Là vì cái não trạng của mỗi người không giống nhau, cảnh đời luôn là vậy thôi. Nhưng chúng ta đánh giá và nhận xét nó như thế nào? Và chiều nay trong cuốn giảng của đạo tràng còn phát đây, tôi muốn nhắc lại các vị nghe một chuyện mà các hôm các vị đã nhìn thấy hai ngày nay ở trong cuộc xem phim này, đó là chúng ta đã được trận mưa rất là mát mẻ, trận mưa rất là lớn, phải nói như vậy, rất là lớn. Và cái trận mưa đó chắc chắn nó đem lại sự thoải mái cho rất là nhiều người, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng có nhiều người họ thấy mưa chút họ lo cái gì cái tinh hơn. Đó là những người đã bị bắt, họ đọc tin họ biết rằng ở theo ba cây đang có mưa 2 ngày nay, họ biết là cái căn nhà mà họ mua để xuống nghỉ hè đó, bây giờ làm sao trận mưa này rõ lên nhiều hơn được.
nhai kiệt cơ, cái vị nhai kiệt cơ. Tôi từng có một trú xứ, tôi từng có cái tỉnh thất, tôi biết. Tôi đi quá lâu không có ai chăm sóc, tôi về tôi biết không? Là coi như là cỏ nó mọc nó leo trong cửa. Cỏ leo trong cửa. Tôi về tôi nhìn tôi cửa mà những bà trú xứ mà lúc chưa được phát hiện. Thì tôi muốn nói cái gì ở đây? Cũng trận mưa đó thôi, nhưng những căn nhà hoang không người chăm sóc, những miếng đất không được canh tác thì mưa xuống chỉ là hại thôi. Trong khi đó, những trận mưa hai ngày qua nó giúp ích cho những cái nơi chốn đang được chăm sóc, đang được chờ nó. Phật pháp cũng vậy, chùa chiền tăng ni cũng vậy, tất cả những thứ đó sẽ đem lại lợi lạc cho chúng ta khi mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị, có một cái sự dọn dẹp ở trong đây cho nó sạch sẽ thì chùa nó mới đã. Còn nếu không có dọn dẹp, không có hàm dưỡng, không có trang nghiêm thanh tâm thì hình ảnh tăng ni và chùa miếu tôi e là nhiều khi nó là cái họa cho mình nhiều hơn. Các vị có biết tôi từng có một lời nguyện mà đến bây giờ tôi vẫn không bỏ, đó là con xin quỳ lạy hết chi Phật ba đời mười phương, con xin một điều thôi, con xin đời đời kiếp kiếp khi còn là phàm phu. Tôi nói chậm, tôi đã tình nguyện như vậy. Con xin nguyện từ đây đến ngày con giác ngộ giải thoát, đừng bao giờ con gặp chi Phật nếu mà cái kiếp đó cái lòng con không ok thì nghe kịp không? Thì hiểu hiểu là nguyện chưa? Có nghe kịp. Con xin đừng bao giờ gặp mặt chư Phật và thánh hiền nếu mà cái kiếp đó mà con tào lao cả chết, con sẽ đừng có gặp. Bởi vì nếu mà con trời ơi đất ở mà con gặp các ngày thì con biết tôi đường đi xuống không? Tôi biết nghe kịp đâu. Đừng có ham mà tưởng gặp Phật là ngon, gặp Phật mà gặp cái kiểu giống lề mà đặt ra, gặp mình đi chim cha, gặp làm cái gì? Thà không gặp tốt đâu nha. Chư Phật là những trận mưa lớn đúng, nhưng mà có một điều chúng ta có sẵn sàng để gặp cái ngày hay không? Trời nóng, quý vị nóng, tôi cũng nóng, tất cả chúng ta thì nóng. Bảy giờ là giảng này coi như cũng dài lắm rồi nha. Ok, chúc các vị một ngày chủ nhật thật là vui. Và tôi ôn lại nội dung của giảng chiều nay: mưa đổ xuống không phân biệt nơi chốn, vấn đề là cái trận mưa đó đổ xuống ở những nơi nào, chỗ đó có được ân riêng lợi lạc hay không còn tùy thuộc vào cái miếng đất đó, cái ngôi nhà đó, vị trí đó nha. Cũng vậy, tất cả những gì quý vị thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư trong mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi năm, mỗi tháng, nó có đem lại lợi cho các vị không, nó còn tùy thuộc vào cái chuyện các vị có một nền tảng như thế nào để đón nhận. Cũng những gì mình thấy đó thôi, một chiếc xe chạy ngoài đường, một cái âm thanh nhẹ nghe ở đâu đó trong chùa, một cái mùi hương, một cái miếng ăn, một cái chén trà mình bỏ vào miệng, tất cả những cái đó thấy nó bình thường lắm quý vị, nhưng mà nó sẽ là chất độc hay nó là thuốc bổ tùy thuộc vào cái tâm tư, cái đạo trạng của mình. Cái nó có nghe kịp không? Tất cả những gì quý vị nhìn thấy nó có thể làm cho quý vị vui hay là buồn là do mến, quan trọng lắm quý vị nha, quan trọng lắm, nhớ nha. Cái cha tiểu đường mà đưa cái chén chè là cả những đứa chết thôi. Mà nói tiểu đường mới nhớ chuyện chị mới kể thì chị nghe. Bên Việt Nam vừa rồi có tình một cái vị cao tăng ở bên Tích Lan về, rồi cái chuyên tăng ra đó thì được giới thiệu vị này là cao tăng tu hành đắc đạo, mà có đề vị cái mình tiểu đường hơi nhiều. Thì nó giới thiệu một tiếng Anh thì ông Việt Nam dịch lại thế này: hôm nay chúng ta có vinh hạnh được tiếp đón một vị đường tăng, tức là ông tăng thái đường. Cái vị tưởng tượng đường tăng không phải là tỉnh kinh mà ra cái đường nhá. Cho nên cũng là cái chén chè đó, nhưng mà đối với người tiểu đường, đối với ông đường tăng đó là nó loại thuốc độc nha. Mà nói với tôi được khen rồi, cũng cái món ăn đó, nhưng mà đối với người bị cholesterol, đối với người bị cao máu thì nó là thuốc độc, mà trong khi đối với người kia đó nó là một món ăn ngon nha. Cho nên tất cả những gì quý vị thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mỗi ngày luôn luôn tâm niệm nhớ cho tôi câu này: thứ nhất, mình vào chùa là để tìm nghe mấy ông bán vé số, không an cầu người cha bán vé số phải giàu hơn mình hết nhé. Và tôi báo trước nay mai thế nào quý vị cũng nghe những cái lời ông tiếng khoe và mày đã bảo vệ tôi, cứ nhớ kẻ bán vé số không có quyền bán vé nha, người bán vé số phải có quyền bán vé chứ, có quyền chứ. Thứ hai, luôn luôn nhớ cái này: tất cả những gì con thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó sẽ là chất độc hay thuốc bổ cho con, tùy thuộc vào cái nội dung tu học hàm dưỡng của nó.
Còn mong sao hình ảnh Thế Tôn, lời dạy của Thế Tôn là những trận mưa đổ trong lòng con là chúng ta đã được nhận diện và luôn luôn trì niệm cái câu nha. Tất cả những gì con thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống rất là sáu trần đấy, nó là cái gì thuộc bỏ ở trong tùy thuộc vào cái khả năng làm việc của con. Và bắt đầu mỗi một ngày mới luôn luôn tập niệm câu Phật chú thứ hai này: hôm nay tôi sẽ là một người làm vườn chăm sóc còn cây quý và nhổ bỏ càng nhiều càng tốt những cái lồng cỏ dài của con. Đọc như vậy xong mới bắt đầu lại xem đi làm. Các vị nghe cái câu đó rất là kỳ, nhưng mà tôi xin hứa nếu mỗi ngày trước khi đi làm đều niệm cái câu này, đời của mình sẽ khác hơn. Tôi nhắc lại: hôm nay con sẽ là một người làm vườn cưới, con sẽ tưới tẩm chăm sóc những hạt giống lành trong lòng con, và con sẽ bỏ đi những cái phụ cỏ dại. Tôi nhắc lại một câu nói rất nổi tiếng của một nhà tu khác mà ai thường nghe tôi dạy học, thường nghe tôi dạy online còn nhớ câu này. Ông nói cái bí quyết điêu khắc chỉ đơn giản là bỏ đi cái thừa thì phần còn lại là tác phẩm, có nghe hiểu không? Cái bí quyết điêu khắc chỉ đơn giản vậy thôi. Bí quyết điêu khắc là gì? Là bỏ đi cái thừa và cái còn lại chính là tác phẩm. Thành Phật là gì? Thành Phật là bỏ đi cái thừa, cái còn lại được gọi là Phật. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có quá nhiều cái dư, có quá nhiều cái thừa, cái thiếu chúng ta không bổ sung, cái thừa chúng ta không có bỏ ra, cho nên chúng ta suốt đời muôn bao bao kiếp luân hồi vẫn tiếp tục làm phàm phu. Còn Phật là sao? Phật là người nguyên cái hành trình mà thành Phật, thành Phật chỉ là hành trình điêu khắc thôi. Nguyên cái hành trình, cả cái hành trình mà tu hành để thành Phật chỉ là một cái hành trình của người thợ điêu khắc, chứ không có cái gì ghê gớm. Là sao? Là ngày cái cọc cái búa, ngày cái gọt đẻo móc 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 khoe móc khoe gọt gọt đẻo, cái gì thừa bỏ, cái gì thừa bỏ, và đến cuối cùng cái còn sót lại là gì? Là 32 tướng tôn, 80 tướng phụ, là Như Lai trí, là Vô Ngại trí, là Nhất Thiết Diệu trí, cái là cái còn sót lại đó. Còn cái còn lao thiên tướng là ngày đã gọt cách đây 20 năm gọt từ tinh nha. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là những khối đá chưa có được mài giũa, vô chùa chỉ lấy cái tấm nhan kiều ba cái. Mỗi lần quý vị đi chùa chỉ là lấy cái tấm nhang mà kiều kiều đặt đá thôi quý vị nha. Lấy tấm nhang mà kiều đặt đá thì biết chuyện nào mà đã thất vọng. Trong khi người ta phải lấy trục, lấy búa, rồi phải gọt, người ta đẻo từ đời này qua kiếp khác nha. Nên tôi nhắc lại bí quyết của điều khác là bỏ đi cái thừa và cái còn lại chính là tác phẩm. Tu hành là gì? Là bỏ đi cái thừa, bổ sung cái thiếu, cái còn lại sau cùng chính là tác phẩm, chính là tạo nghiệp một đời. Yeah.